Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cả nước nói chung và ở Quảng Nam nói riêng đã xảy ra nhiều vụ trẻ em bị đuối nước, khiến cho nhiều gia đình bỗng chốc mất đi núm ruột yêu thương nhất của mình. Và hiện nay, tai nạn đuối nước ở trẻ em đang là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Vậy để phòng tránh tai nạn nêu trên, các bậc phụ huynh và cả cộng đồng cần nâng cao trách nhiệm như thế nào? Chuyên mục Pháp luật đời sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, em Lê Văn Ca cùng một người bạn đi tắm kênh chính gần cầu số 7 thuộc thôn Đàng Trung, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh thì không may bị đuối nước. Tiếp nhận thông tin, công an xã Tam Dân, công an huyện Phú Ninh, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Nam cùng người dân tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm. Đến khoảng 8 giờ 15 phút sáng ngày 3 tháng 7, thi thể em Ca được tìm thấy trên kênh Phú Ninh, cách nơi nạn nhân tắm khoảng 1 km. Và đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được vào đầu tháng 7 năm 2020. Hàng chục trẻ em hồn nhiên nô đùa cùng làn nước mát. Dù mực nước sâu có điểm tới 4-5 mét, nhưng do nắng nóng nên các em vẫn ra đây tắm hàng ngày. Không chỉ tắm kênh, các em còn vô tư vui đùa ở sông suối, ao hồ. Đây là một trong những thú vui của trẻ em nông thôn trong những ngày hè oi bức. Các em xem đây là việc tắm mát và cũng là niềm vui mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu không biết bơi và thiếu sự quản lý chặt chẽ của người lớn, thì niềm vui này có thể trở thành nỗi thương tâm như sự việc trên. Là vậy là trưa nắng thì rất là nám, thì tụi em tụ tập lại là tắm ở dòng cây này rất là mót. Thì tụi em cũng không có nghĩ tới việc mà đuối nước là này kia vì hay chi hết. Vậy là đùa vui dưới nước là rất là mót, dễ nhiệt cho mùa hè này thôi. Sau giờ đi học về, em thường học đủ bọn bài cùng trong lứa với mình để ra đường cây này để tắm mót, cho vì mùa hè này rất là nắng nóng. Tụi em cũng không nghĩ đến tình trạng đuối nước gì cả. Tụi em chỉ biết vui chơi cho giảm nhiệt qua mùa hè này thôi. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Nam, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ đuối nước làm chết 6 trẻ. Hầu hết nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do sự chủ quan, bất cẩn, không lường trước được nguy hiểm của nạn nhân khi tắm biển không có thiết bị đảm bảo an toàn. Nhiều trường hợp trẻ em tự ý đến tắm tại các khu vực sông, hồ, biển mà không có sự quản lý, giám sát của người lớn, thiếu các kỹ năng về bơi lội nên dẫn đến các tai nạn thương tâm. Qua các vụ việc trên thì rất là đau lòng. Và cái nguyên nhân của các vụ đuối nước trên thì do trẻ em nó chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng sống, trong đó có kỹ năng bơi để rồi phòng chống những cái tai nạn thương tích của đuối nước. Có vụ thì nguyên nhân do người lớn chưa chấp hành cái an toàn giao thông đường thủy. Chính vì vậy thì khi tham gia giao thông đường thủy nó không đảm bảo an toàn, dẫn đến cái ảnh hưởng đến tính mạng của người lớn và trẻ em. Thì để mà xác định rõ cái nguyên nhân thì các cơ quan chức năng thì cũng cần thực hiện tốt cái việc mà tuyên truyền phổ biến các cái chính sách ra pháp luật. Thứ nhất là cái luật về an toàn giao thông đường thủy. Cái thứ hai nữa thì là triển khai tốt các cái chương trình đề án nâng cao các kỹ năng sống cho trẻ em từ trong trường học đến trách nhiệm của gia đình hướng cho các con, và tăng cường cái vai trò quản lý của gia đình để các con biết phòng tránh những cái nơi nguy hiểm, không an toàn cho cái sinh hoạt, đời sống hàng ngày của các con. Thứ ba nữa thì nếu có điều kiện thì gia đình cũng nên cho các con tham gia học bơi. Một trong những nguyên nhân chính đối với lứa tuổi học sinh là do học sinh không biết bơi, chưa được trang bị kiến thức, nhận thức về an toàn trên mặt nước, nhất là thiếu kỹ năng xử lý những tình huống nguy hiểm. Để khắc phục tình trạng nêu trên, bên cạnh việc đề ra một số giải pháp, đặc biệt chú trọng việc tăng cường đầu tư xây dựng các bể bơi và có kế hoạch dạy bơi cho học sinh. Đối với học sinh, kỳ nghỉ hè là niềm háo hức, nhưng đằng sau đó là nhiều rủi ro nếu thiếu sự quan tâm, giám sát của phụ huynh. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quản lý, giám sát, chủ động dạy bơi cho trẻ em, học sinh là điều cần thiết, và các bậc phụ huynh nên cho con đi học bơi là một việc làm rất đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh tai nạn đuối nước xảy ra khá nhiều hiện nay. Trong đó, tỷ lệ đuối nước chủ yếu xảy ra ở những đối tượng không biết bơi.
Mùa hè thì các con mình thì thường có thời gian rảnh rỗi để mà đi học bơi. Thì thứ nhất là đi học bơi là để mà nâng cao cái sức khỏe vận động cho các em nhỏ. Và đây là cũng là một cái môn mà thể thao để vận dụng vào trong cái công tác là đi ra sông suối ao hồ mà gặp cái sự cố mà đuối nước thì các em có thể là tự bảo vệ được cái bản thân mình. Những ngày mùa hè luôn gắn liền với khí hậu nóng bức như lửa đốt và đi tắm biển là lựa chọn được hầu hết các gia đình trong chuyến nghỉ hè của con và các du khách khi đến với biển. Bởi chỉ có tắm biển mới có thể làm dịu đi cái nóng mùa hè, giải nhiệt, cái tiết trời nóng bức. Thế nhưng vào những dịp hè, nguy cơ đuối nước và các tai nạn khác liên quan đến tắm biển là mối đe dọa cho mọi gia đình, mọi du khách. Vì đa số chủ quan nghĩ rằng sự giám sát của mình có thể đảm bảo an toàn cho trẻ em và sự tự tin khi biết bơi của du khách. Thứ nhất là nếu như mà người lớn mà đưa trẻ em đi tắm là phải đảm bảo giữ cho đảm bảo trẻ em. Cái thứ hai nữa, du khách đi tắm biển là phải đúng nội quy 78, không nên vượt quá so bờ mà nghe khuyến cố hướng dẫn của đội cứu nạn cứu hộ. Đồng thời nữa loa chúng tôi phát tuyên truyền thường xuyên, cho nên phải chấp hành nghiêm. Cho nên là để đảm bảo cái phần đó thì du khách phải có ý thức. Thứ hai nữa là du khách nếu không biết thì đánh anh em lực lượng cứu hộ tôi dưới nước, đồng thời quẹt gặp tôi cũng được để hướng dẫn. Cho nên mục đích ở đây thì chính quyền địa phương cũng như anh em quản lý đây là tuyệt đối bảo vệ tính mạng cho du khách khi tắm biển ở đây. Việc tìm ra một sân chơi bổ ích cho trẻ em vào mùa hè cần kết hợp tốt giữa hai yếu tố, học và chơi là một vấn đề quan trọng. Cho trẻ học bơi tại môi trường mát mẻ, thoải mái sẽ góp phần tạo ra không gian vui chơi lành mạnh, kích thích tính tò mò, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử không có lợi, chưa phù hợp với lứa tuổi các em. Tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Phát triển Năng khiếu Phụ động miền Trung, khu vực này được chia thành hai hồ nước cho trẻ em và người lớn, phù hợp với từng lứa tuổi và chiều cao của trẻ. Bể bơi luôn có từ 2 đến 3 người giám sát để xử lý những tai nạn có thể xảy ra với trẻ, và đây cũng là một trong nhiều hồ bơi được phụ huynh tin tưởng và dẫn con đến bơi. Hàng năm Phụ động tổ chức khoảng 60 đến 70 cái lớp học bơi. Với rất nhiều khung giờ, rất nhiều cái lịch học linh động để cho phụ huynh có thể lựa chọn cái lịch học thích hợp cho con em mình. Bơi lội, ngồi là cái môn thể thao giúp rèn luyện thể chất, giúp phát triển thân hình cân đối, khỏe mạnh. Thì nó còn là kỹ năng cơ bản cần thiết giúp phòng chống cái tình trạng đuối nước mà xảy ra rất là thường xuyên trên cái địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Đến nay toàn tỉnh có 46 bể bơi, hồ bơi, trong đó các trường học trên cả tỉnh có 22 hồ bơi. Nội dung chương trình dạy bơi trong nhà trường chỉ mới đưa vào giảng dạy ở một số trường có điều kiện về cơ sở vật chất, nhưng chỉ dạy ngoại khóa nên chưa đáp ứng yêu cầu phổ cập bơi cho trẻ em. Hiện nay, tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, số hồ bơi chủ yếu do dự án Swim tài trợ còn quá khiêm tốn và thiếu trang thiết bị dụng cụ nên gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình thực tế này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn yêu cầu các trưởng phòng giáo dục đào tạo, các huyện, thị xã, thành phố và hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm để phòng chống đuối nước. Trong đó trọng tâm là tăng cường hơn nữa công tác quản lý học sinh, thường xuyên quán triệt nhắc nhở học sinh tuyệt đối không tự ý đi tắm sông, tắm biển, ao hồ khi không có sự giám sát của giáo viên và phụ huynh để đề phòng tai nạn đuối nước. Bây giờ phải xem cái việc phổ cập bơi là một trong những cái nội dung. Có thể nói nếu có điều kiện, nơi nào có điều kiện, có bể bơi, có người dạy bơi thì xem đó là điều kiện bắt buộc để dạy cho con em. Quan trọng nhất là vấn đề giáo dục cho con em. Giáo dục đây không phải là chỉ có nhà trường giáo dục, mà giáo dục đây là trước hết là các em phải tự ý thức được. Cái thứ hai là gia đình ba mẹ. Cái thứ ba là nhà trường. Làm rằng và thường xuyên xem như là mỗi cứ tuần nào mà chào cờ dưới cờ thì có nói gì đó nhưng mà cũng dành đâu 3 phút nhắc về cái an toàn cho cái việc đi lại, an toàn cho cái việc khi mình đi chơi này, mình đi giảng gọi thì mình thực tế này, an toàn trong cái quá trình học. Không phải đến bây giờ mà vấn đề dạy bơi cho trẻ nói chung và dạy bơi trong trường học nói riêng mới được đặt ra. Tuy nhiên, do khó khăn về cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu giáo viên đạt chuẩn, thiếu nguồn kinh phí duy trì, bảo trì bể bơi thường xuyên, v.v.
nên đề án dạy bơi trong trường học chủ yếu vẫn dừng lại ở việc thí điểm ở một số trường. Và chính vì vậy, việc phổ cập bơi cho học sinh vẫn là một thách thức lớn đối với ngành giáo dục vì còn tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương. Đối với phụ huynh, ngoài việc trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội, mỗi gia đình cần quản lý chặt chẽ hoạt động vui chơi của trẻ, thường xuyên nhắc nhở trẻ không đến gần khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước như là sông, suối, ao hồ, v.v. Hay nói cách khác, để công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ đạt hiệu quả, thì đòi hỏi phải có sự chung tay của từng gia đình, của cả cộng đồng. Trong đó, gia đình là nhân tố đóng vai trò quyết định, góp phần đảm bảo sự an toàn cho các em, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.